chim thì gặp cái cảnh này anh em ạ, kinh khủng khiếp, nó phải dài 5 mét, to vất vả, không biết là loại này là loại gì, chăn rừng. Anh em nào gần đây thì mình gọi lên để anh em mình cùng bắt, quá là to luôn, ghê không? Nhìn này, mình zoom lại cho mà xem, ơi, cào. Không biết là con này là loại gì. Chắc là nó phải không dưới 10 cân đâu các bạn ạ. Này, nhìn này, kinh. Quá sợ luôn. Kinh. Cào. Này, khéo nó phải có một đôi ấy.